Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 12 đô token Tori. Đây được chạy trên nền tảng của Solana các bạn. Thì trước kia dự án này nó có airdrop chạy trên nền tảng của Polygon, Bagao đều tất cả anh em đều về nha các bạn. Nhưng không có giá trị hơn dự án này nha các bạn. Thì để tham gia dự án này các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn theo dõi tại Twitter các bạn. Sau đó các bạn bấm vào continue. Tiếp tục các bạn vào đây các bạn follow tụi các bạn like và tự quyết nữa các bạn nhớ chia sẻ với hashtag 3 người bạn các bạn, vì mình đã làm cái video rồi nên nó bị ấy các bạn, mình hoàn tất tái lại cho các bạn rồi, các bạn chích dẫn với tự quyết nữa nào ta, để mình kiếm tờ Twitter của nó lại các bạn. Tờ Twitter này nè, sao chép like rồi các bạn chia sẻ với tờ quýt nè các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn của mình vào các bạn. Rồi các bạn đăng test nè. Sau đó các bạn bắt đắp lại dự án đi các bạn. Rồi nó hỏi bạn có set cho tăng 3 người bạn không, muốn set nha các bạn. Ấm continue. Rồi tiếp tục các bạn follow Twitter của nó nè các bạn. Rồi giờ đây các bạn follow rồi bấm continue thôi các bạn, khá là đơn giản rồi. Rồi tiếp tục các bạn tờ quýt nè, hỏi tờ quýt, trời ơi, các bạn bấm xét nha bạn, bấm continue. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào restart link lên ghép mình chia sẻ trong bè nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn join group nè. Trên tờ Twitter nè các bạn, cho anh rào nè, trên Telegram chứ, nó lộn quay. Tiếp tục con dân tiếp kênh channel nè. Rồi sau đó các bạn nhấp vào ba anh cùng nè các bạn. Các bạn vào setting nè. Các bạn copy username mình nè. Rồi các bạn gửi vào link phong này các bạn. Rồi các bạn bấm continue. Tiếp tục con follow tờ Twitter nè. Rồi xin tạo tên các bạn theo dõi nha bạn. Rồi các bạn bấm vào continue. Là cắm đầu nói không. Rồi anh nhanh đi. Rồi tiếp tục bạn nhập địa chỉ với Solana.io các bạn. Solana. Thì các bạn nhập vào Solana nè các bạn. Solana.io nè. Rồi các bạn bấm vào ok nè. Các bạn unlock mật khẩu mình vào các bạn. Rồi các bạn nhấp vào reset nè các bạn. Các bạn copy địa chỉ với son mình nha các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn dán địa chỉ với son mình vào các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào continue nè. Rồi thì trên địa chỉ JSON các bạn nhớ tích hợp có con token này vào các bạn, thì thông số mình có để dưới phần link mô tả cho video nữa các bạn. Thì các bạn chỉ việc copy các bạn tích hợp vào mà JSON của mình nha các bạn. Thì bạn bấm vào solet.io nè. Để sau này tôi cần phân phối nha các bạn. Đâu rồi. Thì các bạn bấm vào một chỗ cộng nữa các bạn. Em ta. Rồi các bạn bấm vào một mana nè các bạn. Rồi các bạn add thông số nó vào thôi các bạn. Rồi thì bạn thông số mình để phần link mô tả với video bằng mini ad nè. Rồi các bạn copy cuốn sách của nó các bạn. Các bạn dán vào đây. Tiếp tục tên em nè. Thì để áp được thì các bạn cần có một chút phí ga. Copy đây nè. Phí ga son nha các bạn. Ở khoảng 0.0001. Rồi tiếp tục tôi cần symbol. Chữ thập phân là 18. Để coi lại chính xác thông số đủ đúng không ạ. Rồi các bạn bấm vào ADD các bạn add vào các bạn.
producer. Sao không được ta? Xoài ad lên. Rồi, như vậy là các bạn cần phải có Figa là 0.00021 top cần son các bạn mới add cuốn sách nó vào các bạn. Thì các bạn lên sàn mua các bạn. Vì mình không đủ son này add rồi, mình mua sẽ add sau các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.